Ung thư là một trong những bệnh lý nghiêm trọng và phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư thông qua việc chọn lựa và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Dưới đây là một số thực phẩm có khả năng giúp giảm nguy cơ ung thư nhờ chứa các dưỡng chất có tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm. 1. Rau củ quả xanh, nhất là bông cải xanh. Bông cải xanh chứa sulforaphane một hợp chất đã được chứng minh có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Các loại rau họ cải như cải xoăn, cải bó xôi và bắp cải cũng chứa các chất chống ung thư mạnh mẽ. Hay trà xanh. Trà xanh chứa các polyphenol và kích chân, những hợp chất có khả năng ngăn ngừa, tổn thương tế bào và sự hình thành của tế bào ung thư. Uống trà xanh thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư bú ung thư gan và ung thư đại tràng. 3. Trái cây họ cam quýt. Cam, chanh và bưởi chứa nhiều vitamin C và flavonoid. Các chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm thiểu sự hình thành của các tế bào ung thư. Vitamin C cũng hỗ trợ hệ miễn dịch trong việc ngăn chặn các tế bào ác tính. 4. Ngũ cốc nguyên hạt. Ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch và hạt quinoa chứa nhiều chất xơ và các vitamin nhóm B. Những chất này giúp hỗ trợ tiêu hóa, loại bỏ các chất độc trong cơ thể và giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. 5. Dầu ô liu Dầu ô liu nguyên chất chứa nhiều chất béo không bảo hòa đơn và các chất chống oxy hóa, có khả năng giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do. Sử dụng dầu ô liu trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư đường tiêu hóa. Việc chăm sóc sức khỏe từ thực phẩm không chỉ giúp giảm nguy cơ ung thư mà còn tăng cường sức đề kháng và mang lại một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.